Thay vì phương pháp xâm lấn và đau đớn trước nay nhằm thu hồi các mô bị nghi là ác tính, phương pháp mới được gọi là sinh thiết lỏng có thể chắc chắn tìm thấy các tế bào khối u trong máu bệnh nhân. Nhưng chỉ quan sát những tế bào đó không nói lên toàn bộ câu chuyện. Phương pháp mới giúp chẩn đoán là quan sát tỉ mỉ tế bào và hiểu chính xác điều gì làm cho nó trở thành khối u, và đó là sắp xếp trình tự bộ gen. Trên thực tế, sắp xếp trình tự bộ gen bao gồm việc phân tích chi tiết bộ gen của một bệnh nhân, tìm kiếm các đột biến gây ra sự tăng sinh không kiểm soát của các tế bào biến thành khối u. Một khi có kết quả, các bác sĩ trong Ủy ban ung thư nhóm họp để thảo luận cách tiếp cận tốt nhất để điều trị bệnh nhân cụ thể đó. Liệu pháp truyền thống bao gồm phẫu thuật và hóa trị hoặc xạ trị. Nhưng sau khi sắp xếp trình tự bộ gen, bệnh nhân ung thư Alison Cairns được điều trị chỉ bằng hai loại thuốc. Khoảng 8 tuần sau khi điều trị, hình ảnh cho thấy khối u giảm 50% và vẫn tiếp tục giảm dần sau lần giảm đầu tiên trong một năm qua, gần một năm rồi. Một số nhà nghiên cứu ung thư cảnh báo rằng sinh học của bệnh ung thư rất phức tạp và vẫn còn rất nhiều thứ phải tìm hiểu về nó. We've trên thực tế, chúng tôi biết được trong một số tình huống mà các đột biến tồn tại trong phân tích di truyền và thuốc sẵn có có hợp với những đột biến gen đó nhưng lại không hợp với những bệnh nhân đó. Những người khác cảm thấy lạc quan hơn, nói rằng họ mong đợi định hình khối u sẽ trở thành tiêu chuẩn cho tất cả các bệnh nhân ung thư. Những bệnh nhân mà tình hình sức khỏe được cải thiện cũng có cùng suy nghĩ. Boy, nếu bạn có thể kiểm tra adn và tìm được liệu pháp phù hợp tôi thực sự khuyên bạn nên làm bởi vì nó rất có hiệu quả